Kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nóng nhất trong ngày. Thưa quý vị, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thứ trưởng Y tế nói về chiến lược chống dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội cho phép hơn 14.000 shipper hoạt động. Chủ tịch nước tập trung mọi nguồn lực để hạn chế tỷ lệ tử vong do COVID-19. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thứ trưởng Y tế nói về chiến lược chống dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiến lược chống dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn đặt nặng truy vết, thay vào đó là tập trung điều trị, giảm tỷ lệ tử vong. Có mặt tại điểm nóng COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh suốt 45 ngày qua, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ với Vietnamnet về tình hình hiện tại. Theo ông, với những dữ liệu hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã chạm đỉnh dịch hay chưa? Trong từ 10 đến 14 ngày tới, chúng ta có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh hay không? Đỉnh dịch hay chưa rất khó nói vì chỉ nói đến số ca mắc mới. Nếu chúng ta áp dụng tốt chỉ thị 16, giãn cách xã hội chặt thì trong vòng 2 tuần tới, số mắc sẽ giảm nhưng tình hình điều trị không thể tiên lượng được vì có một số bệnh nhân trở nặng nhanh, số ca tử vong, số mắc mới chuyển nặng, nguy kịch vẫn nổ ra. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách theo chỉ thị 16 đến hết ngày 1 tháng 8. Các biện pháp phòng chống dịch sau đó có thể giảm xuống chỉ thị 15 cộng hay không, thưa ông? Với tình hình hiện tại, chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải áp dụng chỉ thị 16 sau ngày 1 tháng 8, thậm chí phải siết chặt hơn nữa. Đến ngày 1 tháng 8, thành phố sẽ có đánh giá tình hình cụ thể. Trong 2 ngày 22 tháng 7 và 23 tháng 7 vừa qua, thành phố đã liên tiếp có chỉ thị 12 và công văn 2468 để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cách đây 2 tuần, trong cuộc họp ở Bộ Y tế, ông từng đề xuất phải thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19 sang giảm nhẹ tác hại, tập trung điều trị. Và hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng chiến lược mới. Vậy có đồng nghĩa không còn cần tập trung truy vết, phong tỏa hay không? Trong mỗi giai đoạn dịch, cần phải có những chiến lược khác nhau, thay đổi phù hợp với mục tiêu đặt ra. Giai đoạn trước khi F0 chưa nhiều, chúng ta có thể truy vết một F0 được vài chục F1, thậm chí là hàng trăm người. Nhưng hiện nay, biến thể Delta lây rất nhanh, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có thêm từ 4.000 đến 6.000 ca F0. Việc tập trung truy vết không còn phù hợp. Với chiến lược mới, chúng ta vẫn truy vết nhưng không còn đặt nặng mục tiêu, không phải truy tìm, phát hiện nữa mà tập trung vào điều trị để cứu chữa các bệnh nhân, bảo vệ những người có bệnh lý nền, người già, giảm tỷ lệ tử vong. Để giảm tác hại của dịch COVID-19, chúng ta phải nâng cao năng lực điều trị từ trang thiết bị đến con người. Khả năng điều trị hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh ra sao? Thành phố đã lập tới 16 bệnh viện dã chiến và đã tiếp nhận hơn 6.000 người chi viện. Số lượng này đã tạm đủ hay chưa? Nói chung vẫn cần phải cố gắng. Công tác tiếp nhận người bệnh tại các cơ sở ban đầu, các cơ sở điều trị vẫn phải tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị. Hiện tại, một số bệnh viện rất khó khăn về nhân lực, đặc biệt là ở các bệnh viện tuyến quận, huyện. Trong bối cảnh hiện nay, ngành y tế vẫn phải tiếp tục cố gắng, chiến đấu để bảo vệ các bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên thí điểm, đến nay đã cách ly được bao nhiêu F0 tại nhà? Theo thống kê của thành phố đến chiều ngày 28 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã cách ly tại nhà được hơn 37.000 F0 và F1. Sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phân loại F0 để giảm tải cho hệ thống y tế. Xin cảm ơn Thứ trưởng. Hà Nội cho phép hơn 14.000 shipper hoạt động. 14.270 xe shipper giao hàng trong số 15.000 người đăng ký đã được Sở Giao thông Vận tải cấp mã xác nhận cho hoạt động. Ngày 29 tháng 7, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị đã nhận được hơn 15.200 tài xế xe mô tô, hai bánh đăng ký vận chuyển hàng hóa. Trong số này, Sở Công Thương gửi danh sách là 699 xe. Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông tin của 14.484 xe. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe, từ chối 275 xe do biển số không phải là mô tô hai bánh, còn 663 xe chờ duyệt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động cho shipper qua tin nhắn điện thoại. Các shipper có thể chụp ảnh màn hình tin nhắn và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Các shipper được cấp phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính của các siêu thị, sàn giao dịch thương mại. Các đơn vị đăng ký cho nhân viên phải quản lý và giám sát công tác phòng dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm COVID-19. Cũng trong chiều ngày 29 tháng 7, tại diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm trồng trọt trong điều kiện COVID-19 tổ chức, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương cần tạo điều kiện cho shipper hoạt động.
Đó là shipper có sự quản lý và chịu trách nhiệm về phòng chống dịch của các doanh nghiệp như doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp công nghệ. Điều này nhằm đảm bảo cho các shipper tham gia hoạt động giao nhận bưu phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch nước tập trung mọi nguồn lực để hạn chế tỷ lệ tử vong do COVID-19. Chúng ta có tỷ lệ tử vong thấp, nhưng tính mạng của người dân là trên hết, cần tập trung mọi nguồn lực để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Chủ tịch nước yêu cầu như vậy khi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 30 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến góp ý, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua trong vòng 61 ngày giãn cách xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nỗ lực trong phòng chống dịch và các giải pháp trong thời gian tới của thành phố Hồ Chí Minh. Biểu dương các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, cống hiến hết sức mình để bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho nhân dân. Chủ tịch nước cho biết, thành phố đã xây dựng mới 16 bệnh viện dã chiến với quy mô lớn, tổng số giường bệnh có thể lên tới gần 50.000 giường, là một nỗ lực đáng trân trọng. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến mục tiêu trước hết, trên hết và quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, giảm tối đa số ca tử vong do COVID-19. Chúng ta có tỷ lệ tử vong thấp, nhưng tính mạng của người dân là trên hết, cần tập trung mọi nguồn lực để giảm thiểu tỷ lệ tử vong, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. Theo Chủ tịch nước, vấn đề cốt lõi là tổ chức thực hiện không nghiêm, không kiên quyết thì không giải quyết được vấn đề. Cốt lõi của chỉ thị 15, chỉ thị 16 là giãn cách, nhưng qua báo cáo cho thấy việc ra đường còn đông. Chủ tịch nước yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư, đề nghị thành phố tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội thêm một thời gian cần thiết nữa. Trong thời gian giãn cách, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm tới tận tay người dân, không để ai phải thiếu đói. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố phải chịu trách nhiệm về việc để dân đói, phải kỷ luật nghiêm những người vô trách nhiệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Về tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân, Chủ tịch nước yêu cầu không để tình trạng người dân gọi điện tới mà không có người chuyên môn trả lời, hoặc trả lời không thỏa đáng khiến người dân hoang mang. Không được để tình trạng người bệnh nặng báo tin mà không được quan tâm, không được để người ốm mà không được chăm sóc. Đối với việc chuyển trọng tâm sang điều trị, Chủ tịch nước yêu cầu phải vừa lo điều trị, vừa lo phòng chống dập dịch để giảm số người bệnh, giảm số người tử vong. Đa dạng hóa các giải pháp quản lý F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Việc triển khai chăm sóc F0 tại nhà là việc cần thiết, nên việc tuyên truyền rộng rãi, không để tình trạng thiếu máy thở, oxy tại các bệnh viện. Về công tác tiêm vaccine, Chủ tịch nước chỉ đạo cần triển khai nhanh, nếu chậm là có lỗi với nhân dân. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước, ngành y tế tiếp tục tập trung vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh, nên phải tận dụng thời gian cách ly xã hội để tiêm an toàn cho người dân. Cuối cùng, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố cần có những phương án phục hồi sản xuất, tái thiết mạnh mẽ, đồng bộ sau dịch COVID-19. Ông bày tỏ niềm tin thành phố Hồ Chí Minh với truyền thống năng động, sáng tạo sẽ cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước thay mặt đoàn công tác đã tặng thành phố Hồ Chí Minh 103 tỷ đồng và 30 máy thở. Sẽ tiêm vaccine 70% dân số từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8. Phát biểu sau khi tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cảm ơn sự quan tâm, động viên của Chủ tịch nước trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Theo ông Nên, kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Chủ tịch nước đã theo sát, thường xuyên chỉ đạo, động viên và chia sẻ cùng thành phố, có những chỉ đạo kịp thời để lãnh đạo thành phố chống dịch có hiệu quả. Hôm qua khi xuống máy bay, Chủ tịch nước đã xuống ngay các khu cách ly phong tỏa, đến bệnh viện dã chiến thăm và động viên bà con, lực lượng chống dịch, nhất là tại huyện Củ Chi. Việc này đã mang lại năng lượng tích cực cho nhân dân thành phố, đặc biệt là các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ. Người đứng đầu Thành ủy nhấn mạnh, tại cuộc họp hôm nay, Chủ tịch nước đã chỉ đạo rất nhiều vấn đề quan trọng, trọng điểm, có ghi nhận, đánh giá nỗ lực của thành phố vượt qua khó khăn trong đại dịch. Qua đó, ông yêu cầu các cấp, các ngành ghi nhận và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước để ứng phó với đại dịch, bình tĩnh trong từng hành động, đặt sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu, đảm bảo sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của ngành y tế và an ninh trật tự của thành phố. Ông cam kết với Chủ tịch nước sẽ cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch, triệt để thực hiện chỉ thị 16 và các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, cố gắng tối đa không để dịch lây lan thêm. Đặc biệt, công tác cứu người là tối quan trọng như chỉ đạo của Chủ tịch nước,
hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong bằng nỗ lực của các lực lượng hiện nay, trong đó có lực lượng của Bộ Y tế. Về vaccine, người đứng đầu Thành ủy cho rằng chính phủ đã có kế hoạch ưu tiên phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 8 có thể tiêm được 70% người dân từ 18 tuổi trở lên. Ông yêu cầu phải đổi mới cách tiêm, huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng các lực lượng khác để tiêm vaccine bên cạnh các công tác chống dịch khác. Phương pháp là phát huy tối đa 5 tại chỗ, huy động các lực lượng và công tác chống dịch, kiểm soát dịch triệt để hơn.